Đây là mô hình nuôi chồm hương giống sinh sản nha. Bên em có bán tất cả các loại chồm, từ chồm hương con đến chồm hương lứa, chồm hương cá hậu bị, được nhảy được, bắt phát bắt chúng, đại ca cầm bầy mấy chục con cái đều có nha. Ai cần thì liên hệ, như bầy này là chồm hương đang giữ 3 con. Đó, bên đây có rất là nhiều loại chồm kích cỡ khác nhau, từ chồm hương con đến chồm hương lứa, chồm hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Có ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, nói về nguyên cách đóng lồng. Đó, lồng thì nó như thế này, rất là nhiều loại, đó, kích cỡ khác nhau. Ai cần thì liên hệ để mình đi xem thực tế, mình coi chồng nguồn chồng hương giống như thế nào. Chồng hương giống đang đẻ luôn, như cặp này nó đang đẻ, này cũng vậy, đang đẻ đang giữ con luôn. Này cũng vậy, mẹ đang giữ con, nó con đó đó không mọi người. Đó, đây có nhiều loại kích cỡ khác nhau. Bên đây cũng vậy, nó đang giữ con, nó thật mẹ đang liếm con. Như thế này. Nó mình bắt mình coi tại trang trại, mình bắt thì mình nuôi chồng hương con, chồng hương lứa, chồng hương cá hậu bị, được nhảy được đều có. Đợt đẹp lông sáng bự con. Bên đây cũng vậy, chồng hương cho ăn vào buổi chiều này, như thế này. Đang ăn. Chú này cũng vậy, chú này là chú trồng hương lứa. Chú trồng hương lứa. Đây cũng vậy. Đang ăn. Rất là nhiều bự con, dài đòn, lông sáng. Đây cũng vậy, chú trồng hương này đang cho ăn, đang liếm. Có ai cần thì liên hệ nha mọi người qua số điện thoại 0768400969 để mình đi xem thực tế, mình bắt trồng hương về nuôi nha quý khách hàng. Đây có rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau chồm. Bên đây cũng vậy, bên đây những chú này đang cho ăn, đang cho ăn, đang giữ con, đang giữ con như thế này. Đây cũng vậy, đang giữ con gà vô thật đẹp. Đây cũng vậy. Ai cần thì liên hệ, bên em có nhiều loại chồm kích cỡ khác nhau. Có ai cần thì liên hệ để mình đi xem thực tế, mình bắt chồng hương về nuôi. Đó, bầy này như mấy chú này, bầy này là đang là ba con, ba chị em đó nè, như thế này. Đó. Cái bên đây cũng vậy. Đó, những chú là chồng hương hậu bị. Đó, có ai liên hệ số điện thoại 0707684009 để mình đi xem thực tế, mình bắt chồng hương về nuôi. Nó những cặp này đang giao cho khách hàng, bầy này đang 4 con chuẩn bị giao cho khách hàng. Đây cũng vậy. Ai cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề ha, để mình đi xem thực tế, mình bắt chồng hương giống gì mình nuôi nha. Tại trang trại bên đây có rất nhiều loại chồm kích cỡ khác nhau, từ lứa đến hậu bị cái, được hỗ trợ tư vấn tận tình từ cách chăm sóc chồng hương như thế nào, đó, cách chăm sóc, cách cho ăn như thế nào. Đó, nó đang bú mẹ đó nè, nó cực đẹp không. Này là mô hình nuôi chồm hương giống sinh sản nha, nó đạt hiệu quả. Có ai cần bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề hoặc số điện thoại 0768400969 ngang quý khách hàng.